Xin chào quý nhà đầu tư, tôi là Đặng Trần Phục. Tôi lại quay lại với quý vị và các bạn về chủ đề phân tích báo cáo tài chính quý 3 năm 2019 của Thế giới di động và việc định giá cổ phiếu Thế giới di động như thế nào. Trước tiên về nội dung, tôi trình bày hôm nay gồm có các cái phần như sau. Một là những lưu ý khi chúng ta cần đọc và phân tích báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành bán lẻ. Hai là sức khỏe tài chính của MWG thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm. Thứ ba là kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, khả năng sinh lời của MWG ra sao. Thứ tư là dòng tiền của MWG có tốt hay không. Thứ năm và cuối cùng là định giá cổ phiếu MWG như thế nào. Trước tiên là về báo cáo tài chính của doanh nghiệp bán lẻ, chúng ta cần có những cái lưu ý khi đọc như sau. Trước tiên đó là khoản mục hàng tồn kho, thì chúng ta cần phải chú ý đặc biệt đến mảng này và đây là yếu tố trọng yếu nhất đối với các doanh nghiệp bán lẻ. Và lưu ý rằng là chúng ta so sánh hàng tồn kho cùng kỳ với nhau nhé, chứ chúng ta không so sánh quý trước với quý sau. Ví dụ như là hàng tồn kho thông thường lớn nhất là vào quý 4 chẳng hạn, nhưng mà đến quý 1 thì họ lại giảm, bởi vì quý 4 họ phải tích hàng tồn kho rất lớn để phục vụ cho cái tháng Tết là tháng 1 chẳng hạn. Đó, do đó là thường quý 4 hàng tồn kho sẽ rất lớn. Nếu chúng ta lấy quý 1 mà so sánh với quý 4 thì nó sẽ không phù hợp cho lắm. Tiếp theo là trong cái hàng tồn kho này, chúng ta có thể nhìn nhanh qua cái vòng quay hàng tồn kho có tốt hay không. Đó là lấy doanh thu chia cho hàng tồn kho. Hay nếu ai mà tính kỹ cẩn thận hơn thì chúng ta lấy giá vốn hàng muốn bán chia cho hàng tồn kho. Tức là ra xem rằng mỗi một cái sản phẩm nhập về thì chu kỳ khoảng mấy tháng thì tiêu thụ hết, thì chúng ta so sánh với cùng kỳ rồi so sánh với những cái doanh nghiệp cùng ngành để biết được rằng cái hiệu quả của doanh nghiệp này ra sao. Yếu tố thứ hai chúng ta cần phải chú ý trong báo cáo tài chính đó là tài sản cố định. Thì thông thường một cái chuỗi bán lẻ họ muốn mở rộng các cửa hàng thì họ phải đầu tư vào tài sản cố định. Thì chính vì thế cho nên chúng ta cần phải đặc biệt chú ý để soi đến những cái yếu tố này kết hợp với báo cáo thường niên hay báo cáo hàng tháng, hàng quý của các doanh nghiệp để biết rằng doanh nghiệp này có đang mở rộng hay không và nó có phù hợp với thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hay không. Yếu tố thứ ba trong báo cáo tài chính đó là các khoản phải trả. Thông thường các doanh nghiệp bán lẻ là những doanh nghiệp đặc thù, đó là không có bán chịu nhưng mà họ có thể mua chịu hoặc họ có thể nhận ký gửi sản phẩm từ các cái doanh nghiệp khác ở trong cái chuỗi của họ. Chính vì thế cho nên các cái khoản phải trả này đặc biệt được chú ý. Nếu doanh nghiệp này có các khoản phải trả này rất lớn, họ có thể không cần phải huy động quá nhiều vốn nhưng vẫn có thể mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh một cách rất mạnh mẽ mà không phải mất chi phí vốn. Thì đây là một cái nguồn chiếm dụng vốn vô cùng lớn và chúng ta cần phải chú ý. Doanh nghiệp nào có khoản phải trả càng lớn, càng ngày càng tăng thì thường có lợi thế cạnh tranh càng ngày càng mạnh và mở rộng. Thứ tư, đó là biên lợi nhuận gộp. Thì đối với một doanh nghiệp bán lẻ thì biên lợi nhuận gộp thì vô cùng quan trọng. Nó cho biết rằng với mỗi 100 đồng doanh thu bán ra thì doanh nghiệp này nhận được bao nhiêu phần lợi nhuận. Từ cái biên lợi nhuận gộp này, người ta có thể so sánh các doanh nghiệp với nhau. Thông thường đối với những doanh nghiệp nào có quy mô lớn hơn, có cái doanh số cao hơn thì họ sẽ được chiết khấu nhiều hơn. Và chính vì thế cho nên là doanh nghiệp nào càng có biên lợi nhuận gộp cao và càng mở rộng theo thời gian thì cái lợi thế cạnh tranh của nó ngày càng được mở rộng mạnh mẽ hơn nữa và hiệu quả kinh doanh tất nhiên sẽ ngày càng cao hơn. Cái yếu tố thứ năm chúng ta cần phải chú ý trong vấn đề này đó là chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Đó. Thì đây là một trong những yếu tố cốt yếu để đánh giá xem doanh nghiệp có hiệu quả không, thu lại được lợi nhuận hay không. Đó. Và chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp này thì thông thường nó cũng trên đầu sản phẩm, nó sẽ giảm dần khi mà quy mô doanh nghiệp lớn hơn. Và chỉ có những doanh nghiệp làm được điều như vậy thì mới có thể tồn tại được lâu dài và bền vững. Yếu tố thứ sáu chúng ta cần phải chú ý đó là tăng trưởng lợi nhuận sau thuế. Thì đây là một cái yếu tố vô cùng quan trọng đối với nhà đầu tư là chúng ta. Đó, chỉ có thể tăng trưởng lợi nhuận sau thuế tốt thì mới có thể mang lại cái hiệu quả cao cho nhà đầu tư cổ phiếu. Và thứ bảy, chúng ta cũng cần phải chú ý đó là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính của doanh nghiệp như thế nào. Nó cho biết doanh nghiệp đang mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh hay đã chín muồi hay thậm chí là có hẹp như thế nào. Và phần thứ hai,
Tôi sẽ cùng với các bạn đi chi tiết luôn vào việc đánh giá sức khỏe tài chính của cổ phiếu MWG thông qua báo cáo tài chính quý 3 năm 2019. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy ở đây ạ. À, về sức khỏe tài chính, trước tiên là vốn chủ sở hữu, ta có thể thấy rằng của MWG tăng rất mạnh đấy. Nguyên nhân đến từ MWG hàng năm hoạt động kinh doanh rất hiệu quả và giữ lại lợi nhuận sau thuế, từ đó làm tăng vốn chủ sở hữu rất bền vững. Tiếp theo, cái chỉ số quan trọng nhất trong cái sức khỏe tài chính chúng ta cần chú ý đó là nợ vay trên vốn chủ sở hữu. Có thể thấy rằng của Thế giới Di động từ 2014 đến năm 2016 thì tăng rất là mạnh. Tuy nhiên từ 2017 đổ đi lại bắt đầu suy giảm và hiện nay khoảng 88,94%. Tương ứng với việc là Thế giới Di động có 11.282 tỷ vốn chủ sở hữu thì nợ vay của họ là 10.034 tỷ. Nguyên nhân của cái tỷ lệ này ngày càng giảm chủ yếu là do Thế giới Di động hoạt động ngày càng hiệu quả và có vốn chủ sở hữu tăng rất tốt từ lợi nhuận. Nợ vay cũng tăng nhưng mà với tỷ lệ thấp hơn ở đó. Tuy nhiên, khi chúng ta xét cái yếu tố này, nợ vay, theo chúng tôi, chúng ta còn phải xét đặc biệt đến cái chỉ số gọi là nợ vay ròng của Thế giới Di động. Chúng ta có thể thấy rằng tuy nợ vay của Thế giới Di động 9 tháng 2019 là 10.034 tỷ nhưng thực tế nợ vay ròng của họ là 2.061 tỷ đồng. Điều này càng thể hiện cái sức mạnh tài chính của MWG rất tốt. Đó, thì qua đây có thể thấy rằng cái tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu đang có xu hướng ngày càng giảm và đặc biệt tỷ lệ nợ ròng trên vốn chủ sở hữu rất nhỏ, chỉ đâu đó khoảng độ 18%. Thì đây là một mức rất thấp và đánh giá là sức khỏe tài chính rất tốt. Tiếp theo là cái tỷ lệ chiếm dụng vốn của Thế giới Di động thì rất cao, tối thiểu là lên đến 350% và hiện nay là khoảng 690%. Tức là Thế giới Di động chiếm dụng được của người ta 7 đồng thì bị người khác chiếm dụng có 1 đồng thôi. Điều này nó đến được từ hai nguyên nhân. Một, đặc thù ngành bán lẻ của Thế giới Di động là thường là không có bán chịu nhưng có thể mua chịu đầu vào. Thứ hai là do Thế giới Di động có được cái lợi thế cạnh tranh rất mạnh. Bởi vậy các doanh nghiệp đua nhau đến xin được ký gửi rồi bán chịu cho Thế giới Di động. Từ đó Thế giới Di động rõ ràng mỗi năm mở rộng lên đến 40-50% nhưng mà không cần phải huy động thêm vốn chủ sở hữu, mà bản thân lợi nhuận giữ lại đủ này, rồi là họ chiếm dụng được vốn, do đó họ không cần phải huy động thêm. Một trong những yếu tố rất quan trọng đánh giá về cái sức khỏe tài chính tốt không đó là cổ tức hàng năm Thế giới Di động trả như nào. Thì chúng ta có thể thấy rằng Thế giới Di động trả cổ tức nếu như 2014, 15 gần như không đáng kể, thì đến 2016, 17, 18 và 19 cổ tức của họ ngày càng tăng rất mạnh. Điều này cho thấy đây là một doanh nghiệp có dòng tiền thật. Đó, từ các cái yếu tố trên có thể thấy rằng sức khỏe tài chính của Thế giới Di động là rất mạnh và hỗ trợ cho sự phát triển rất tốt, và chúng ta nhìn thấy cái quy mô cả vốn chủ sở hữu và vốn nợ tăng. Điều này thì hàm ý khả năng cao là Thế giới Di động đang đẩy mạnh đầu tư mở rộng tiếp tục, và chúng ta sẽ bước đến phần thứ hai tiếp theo, đó là đánh giá về kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh và khả năng sinh lời. Về kết quả kinh doanh thì doanh thu thuần của Thế giới Di động từ 2014 đến năm 2018 đây tăng trưởng rất mạnh. Chỉ trong vòng có 4 năm mà doanh thu tăng đâu khoảng độ 5,5 lần, rất là mạnh, 5,5 lần. 9 tháng 2019 thì doanh thu cũng tăng khoảng 17,23%, tăng rất tốt. Tiếp theo là lợi nhuận gộp của Thế giới Di động cũng tăng trưởng rất mạnh, thậm chí tăng trưởng còn mạnh hơn tăng trưởng doanh thu đây. Đó, 9 tháng đầu năm lợi nhuận gộp tăng trưởng 22,39%, cao hơn so với tốc độ tăng trưởng doanh thu. Tiếp theo về lợi nhuận ròng thì 9 tháng đầu năm tăng trưởng còn khủng khiếp nữa, lên đến 36,03%, tức là cao hơn gấp đôi so với việc tăng trưởng doanh thu. Nguyên nhân đến từ đó là cái biên lợi nhuận gộp của Thế giới Di động ngày càng tăng, và 9 tháng 2019 đã đạt 18,4% so với mức 17,62% 9 tháng 2018. Nguyên nhân đến từ Thế giới Di động đang ngày càng mở rộng mạnh các cái chuỗi kinh doanh của mình, do đó họ nhập được cái lượng hàng ngày càng lớn hơn, vì thế họ được chiết khấu ngày càng cao hơn. Đó, điều này đã giúp phần cái biên lợi nhuận gộp tăng trưởng rất mạnh. Và bên cạnh đó, do các cái chi phí về quản lý kinh doanh hay chi phí bán hàng của Thế giới Di động nó lại tăng trưởng thấp
hơn so với quy mô tăng trưởng doanh thu. Bởi vậy thì cho nên làm cho biên lợi nhuận dòng của thế giới di động những năm gần đây tăng trưởng rất mạnh và đạt 3,88% trong 9 tháng 2019. Điều này góp phần làm cho lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh hơn so với lợi nhuận gộp và doanh thu rất nhiều, 36,03% đây. Tiếp theo là đánh giá về cái khả năng sinh lời của thế giới di động, đó là qua cái chỉ số ROE. Thì chúng ta có thể thấy rằng ROE của thế giới di động rất cao. Đó. Trung bình toàn 5-60%. 2018 là 48,72%, 9 tháng 2019 là 33,12%, và chúng tôi cho rằng cả năm 2019 thì ROE hoàn toàn có thể đạt được 45% độ lên. Thì đây là một cái mức sinh lời tương đương với doanh nghiệp số 1 Việt Nam trong nhiều năm qua, đó là Vinamilk. Và để đạt được cái kết quả này thì doanh nghiệp phải có lợi thế cạnh tranh cực kỳ mạnh. Cụ thể là thế giới di động đây đứng đầu rất nhiều các cái mảng, từ điện thoại di động đến điện máy, đến kính mắt, đến đồng hồ, đến đồ gia dụng. Đó. Và cái hiệu quả này tương ứng với việc rằng thế giới di động bỏ ra 100 đồng thì có thể mang lại lợi nhuận lên đến 45 đồng một năm. Thực sự là một mức sinh lời gọi là khủng khiếp. Đó. Tiếp theo, chúng ta cùng đưa đến dòng tiền của thế giới di động xem nó có tốt hay không. Về dòng tiền hoạt động kinh doanh, có thể thấy rằng là 2015-16 âm rất lớn. Nguyên nhân đến từ thế giới di động đã đầu tư mơ vào hàng tồn kho rất lớn để mở rộng trong giai đoạn này. Giai đoạn này là một giai đoạn mở rộng rất mạnh mẽ cả chuỗi điện thoại thế giới di động và chuỗi bách hóa xanh. Do cái sức mở rộng nó lên đến 5-60% một năm, thì do đó là dòng tiền hoạt động kinh doanh nó tạm thời âm. Tuy nhiên từ năm 2017, khi cái tốc độ mở rộng tuy vẫn rất mạnh nhưng mà cái tình hình kinh doanh nó đã rất là khả quan. Vì thế cho nên dòng tiền từ 2017 đổ đi dương rất lớn đấy. 9 tháng đầu năm 2019 đã dương lên đến 3.445 tỷ. Nguyên nhân đến từ kết quả kinh doanh của thế giới di động rất tốt. Cụ thể đó chính là lợi nhuận của thế giới di động rất tốt. Từ đó có thể thấy rằng dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh của thế giới di động ngày càng tốt, rất tuyệt vời. Tiếp theo là dòng tiền từ hoạt động đầu tư của thế giới di động. Chúng ta có thể nhìn thấy liên tục âm và ngày càng âm lớn hơn. Nguyên nhân đến từ chủ yếu là thế giới di động tiếp tục triển khai mở rộng các cái hệ thống kinh doanh của mình. Nếu như 2014-15 là mở rộng chuỗi điện thoại di động .com, thì đến năm 2015, 16, 17, 18 và 19 này thì mở rộng cực kỳ mạnh mà điện máy xanh. Và đến 2019 này, 9 tháng này thì mở rộng rất mạnh nữa, đó là mảng bách hóa xanh. Thì để phục vụ cho sự tăng trưởng phát triển tương lai. Qua thực tế nhìn ở trên các cái báo cáo hàng tháng cũng có thể thấy rằng là các cái cửa hàng của các chuỗi của thế giới di động cũng đã tăng lên rất là nhanh chóng và kinh khủng. Nếu như là cuối năm 2018 có 400 cửa hàng bách hóa xanh thôi, thì đến nay tôi cập nhật ngày hôm nay là ngày 10 tháng 11 là đã lên đến 903 cửa hàng rồi, và hết năm nay sẽ trên 1.000 cửa hàng. Tương tự, cái điện máy xanh cũng mở được gần 200 cửa hàng từ đầu năm đến nay. Đó. Tiếp theo là dòng tiền từ hoạt động tài chính, có thể thấy là của thế giới di động là liên tục dương qua các năm, và nó dương nhỏ hơn so với dòng tiền từ hoạt động đầu tư. Bởi vì sao? Bởi vì nguyên nhân đến từ đó là thế giới di động họ cũng tận dụng được cái lợi thế cạnh tranh uy tín của mình, họ huy động vốn để phục vụ cho hàng tồn kho. Thì đây là một cái các cái khoản vay, đa phần là các khoản vay ngắn hạn thì nó rất an toàn và với chi phí rất rẻ. Ngoài ra, thế giới di động gần đây còn có thêm một cái nghiệp vụ mới mà chúng tôi mới phát hiện ra, đó là công ty có kinh doanh nguồn vốn. Tức là thế giới di động đi vay lượng tiền với giá rất rẻ và cho vay lại để hưởng chênh lệch. Chính vì thế cho nên chúng ta nhìn thấy các cái khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của thế giới di động cũng lên đến 4-5 ngàn tỷ. Đó, thậm chí còn cao hơn, là bởi vì họ cũng tận dụng cái uy tín của mình để có thể hưởng lợi thêm về cái lợi nhuận tài chính khi có thể vay với giá rẻ như thế. Thì qua cái dòng tiền này, có thể thấy rằng đây là một doanh nghiệp có dòng tiền rất tốt là đầu tiên. Thứ hai, nó mang cái dấu hiệu tăng trưởng cho tương lai rất tốt, khi dòng tiền đầu tư tập trung vào đầu tư tài sản cố định rất là nhiều, và đó chính là các cái cửa hàng. Đặc biệt các cửa hàng này đó là các cái chuỗi mà thế giới di động có thế mạnh,
Vì thế cho nên cái hiệu quả trong tương lai gần như là chắc chắn trong tầm tay. Để minh chứng cho việc mở rộng, chúng ta có thể thấy là số lượng cửa hàng của Thế giới di động tăng rất mạnh trong 9 tháng đầu năm này. Mảng bách hóa xanh thì tăng từ 409 lên 788 cửa hàng, tức là chỉ trong 9 tháng họ tăng 379 cửa hàng. Nhưng mà chỉ trong vòng có một tháng 10 ngày qua, tức là có 40 ngày thôi, thì họ cũng đã tăng được tới 125 cửa hàng rồi. Và đến cuối năm chúng tôi cho rằng nó sẽ vượt 1.000 cửa hàng bách hóa xanh. Tương tự từ đầu năm đến nay chỉ trong vòng 9 tháng thì Thế giới di động cũng tăng được 170 cửa hàng điện máy xanh. Đó, điện máy xanh. Như vậy tổng số cửa hàng của Thế giới di động từ đầu năm đến nay cũng đã tăng được trên 522 cửa hàng. Rất lớn, một con số rất mạnh mẽ. Thì điều này càng củng cố hơn cái sự tăng trưởng mạnh của Thế giới di động trong tương lai. Thì trên kia là các cái phân tích của tôi về báo cáo tài chính, đánh giá về báo cáo tài chính thì rút ra được rằng đó là Thế giới di động còn có cái sự tăng trưởng rất mạnh nhờ việc mở rộng liên tục các cái cửa hàng đang hiệu quả như là điện máy xanh. Bên cạnh đó là cái chuỗi bách hóa xanh đang mở rộng với tốc độ chóng mặt và với cái doanh thu được báo cáo hàng tháng rất cao. Thì chúng tôi cho rằng chỉ 2020 thôi, cái chuỗi bách hóa xanh sẽ mang lại những cái khoản lợi nhuận bắt đầu từ cuối năm sau. Đó. Và bây giờ đến phần dự báo và định giá cho cổ phiếu Thế giới di động. Thì chúng tôi định giá cổ phiếu Thế giới di động này chủ yếu theo phương pháp PE. Thì năm 2018 thì lợi nhuận Thế giới di động đâu đó là đạt khoảng 2.879 tỷ đồng. 2019 thì chúng tôi dự báo có thể đạt được 3.900 đến 3.950 tỷ. Và 2020 có thể hoàn toàn có thể đạt được 5.200 tỷ lợi nhuận sau thuế. 2021 là 6.550 tỷ và 2022 là 7.950 tỷ. Thì cái kết quả kinh doanh của các năm nó có thể biến đổi và thay đổi đi khi có một cái điều kiện nào đó nó tác động mạnh mẽ chẳng hạn. Và cái PE forward như vậy có thể lấy PE forward cho 2019 khoảng 14 lần, cho 2020 khoảng độ 10.47 lần và 2022 khoảng 6.47 lần. Thì cổ tức của Thế giới di động sẽ được tăng dần theo thời gian. Chúng tôi cho rằng 2020, 2021 và 2022 thì cổ tức sẽ vẫn liên tục tăng. Nguyên nhân đến từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh mang lại quá lớn. Trong khi cái việc mở rộng cũng rất mạnh nhưng mà nó không hết quá nhiều trong cái dòng tiền này. Bên cạnh đó cái khấu hao của Thế giới di động là khấu hao nhanh, do đó mang lại cái lượng tiền rất dồi dào cho công ty. Bởi vậy cho nên công ty hoàn toàn có thể vừa tăng trưởng mạnh vừa trả cổ tức cao cho các cái năm tới đó. Thì với cái PE chúng tôi cho rằng đến hết 2022 hợp lý khoảng 14 lần. Thì với mức cái lợi nhuận trên và cái vốn hóa hiện tại là 55.436 tỷ thì kỳ vọng rằng lợi nhuận khi đầu tư ở Thế giới di động trong vòng 3 năm một quý tới, tức là hơn 3 năm tới thì có thể đạt trên 110% cho cái cổ phiếu này. Đó. Thì trên đây là tôi đã định giá cái cổ phiếu Thế giới di động và tóm lại chúng tôi có những cái kết luận khuyến nghị về Thế giới di động như sau. Trước tiên Thế giới di động có cái sức khỏe tài chính mạnh với các cái chỉ báo như sau. Một, nợ vay ròng rất thấp, chỉ có hơn 2.000 tỷ trên vốn chủ sở hữu lên đến 11.000 tỷ, một mức rất an toàn. Hai là chiếm dụng vốn của MWG thì lớn và ngày càng mạnh từ các nhà cung cấp, do một mô hình kinh doanh bán lẻ thường không bán chịu nhưng có thể mua chịu, hai MWG có uy tín rất lớn đối với các cái nhà cung cấp cũng như là MWG chiếm tới một nửa, thậm chí có mặt hàng chiếm tới 2/3 toàn bộ tiêu thụ ở Việt Nam. Thì do đó các hãng rất là chiều Thế giới di động, họ sẵn sàng bán chịu nhiều hơn với chiết khấu cao hơn đó. Và thứ ba là Thế giới di động không phải huy động vốn cho cái việc tăng trưởng hàng năm lên đến 40-50% mà họ còn có tiền để họ trả cổ tức mạnh hàng năm. Qua đó càng thể hiện cái sức mạnh tài chính rất tốt. Tiếp theo về kết quả kinh doanh, hiệu quả kinh doanh của Thế giới di động thì liên tục tăng trưởng qua thời gian và chưa có dấu hiệu chững lại. 9 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng lợi nhuận lên đến 36%. Tăng trưởng có thể nói là nhanh hơn cả những cái cổ phiếu nhỏ, những cái con penny. Đây là một mức sinh lời vô cùng hiếm có đối với một doanh nghiệp hàng đầu với quy mô lớn như Thế giới di động rồi.
Và thứ ba, hiệu quả sinh lời của thế giới di động là hàng đầu Việt Nam với ROE khoảng 45-50% duy trì trong nhiều năm qua. Thì đây là một mức hiếm có. Mức này cao hơn gấp khoảng hơn 6 lần so với mức gửi ngân hàng. Rất tốt. Và thứ tư là dòng tiền của MWG rất mạnh và bền vững. Nguyên nhân đến từ dòng tiền đến chủ yếu từ hoạt động kinh doanh sinh lời. Và dòng tiền từ hoạt động đầu tư của họ cũng liên tục hàng năm để có thể đáp ứng cho việc mở rộng trong tương lai. Trong khi dòng tiền hoạt động tài chính của họ thì cũng khá là dồi dào. Và vay nợ của họ chủ yếu là liên quan đến hàng tồn kho, vay nợ ngắn hạn, thành ra cái rủi ro rất thấp. Tiếp theo, thứ sáu là thế giới di động đang đầu tư mở rộng mạnh và hiệu quả. Khi trên các cái cơ sở như tôi vừa nói, một dòng tiền đầu tư mạnh vào tài sản cố định, bao gồm mở cửa hàng, xây dựng các trung tâm phân phối để phục vụ cho việc phát triển các cái chuỗi như điện máy xanh và bách hóa xanh hiện nay. Thứ hai là doanh thu liên tục tăng trưởng mạnh, trong khi biên lợi nhuận gộp thì lại liên tục tăng. Thì đây là một điều hiếm có đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam. Chỉ có những doanh nghiệp điển hình, huyền thoại như Vinamilk mới có thể liên tục tăng trưởng doanh thu đồng thời với tăng trưởng biên lợi nhuận gộp mà thôi. Thì đây là một điển hình của doanh nghiệp là lợi thế cạnh tranh ngày càng được mở rộng hơn qua thời gian. Và thứ bảy, đó là đầu tư cổ phiếu thế giới di động. Chúng tôi kỳ vọng rằng lợi nhuận có thể đạt trên 300, trên 100% trong vòng 3 năm tới. Do các nguyên nhân sau: một là tăng trưởng lợi nhuận mạnh, hai là cổ tức bằng tiền mặt cao, và ba là định giá của cổ phiếu này sẽ không đổi trong các năm tới. Đó, và rủi ro của việc đầu tư vào thế giới di động đến từ những rủi ro nào? Chúng tôi cho rằng có hai rủi ro chính. Một là khủng hoảng kinh tế thế giới có thể xảy ra. Và khi khủng hoảng xảy ra thì bất kỳ một doanh nghiệp nào thôi cũng bị ảnh hưởng, không nhiều thì ít, đặc biệt là các cái doanh nghiệp bán lẻ nó liên quan đến cái việc chi tiêu thiết yếu hàng ngày của gia đình, hay là chuỗi điện thoại hay là chuỗi điện máy chẳng hạn, thì nó sẽ bị ảnh hưởng khá mạnh nếu có khủng hoảng kinh tế xảy ra. Thứ hai nữa là chuỗi bách hóa xanh cho thế giới di động, và từ 2022 là mang lại lợi nhuận khá, có thể nối tiếp cái mảng điện máy xanh trở thành cái động lực chính cho thế giới di động. Tuy nhiên nếu mà cái chuỗi này nó không được kết quả như ý, nó có thể là chậm mang lại lợi nhuận hơn hoặc là mang lại lợi nhuận ít hơn so với kỳ vọng khá nhiều, thì nó cũng tác động một phần đến cái định giá của cổ phiếu thế giới di động này. Thì trên đây là tôi đã trình bày với quý vị và các bạn về phân tích báo cáo tài chính quý 3 2019 của cổ phiếu thế giới di động và định giá cổ phiếu này, cũng như những cái khuyến nghị lưu ý về rủi ro đối với việc đầu tư vào cổ phiếu thế giới di động. Xin chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.